Cô có biết là cô xấu xa lắm không? Sao cô lại quay lưng với tôi? Anh vẫn còn tin tưởng tôi sao? Tôi có nấu cháo sườn hầm rau củ. Anh ráng ăn một chút nha. Nguyên ngày hôm qua, anh đã chưa ăn gì hết rồi. Tôi biết là anh đang rất ghét tôi. Tôi cũng không còn mặt mũi nào đối diện với anh. Tôi đã định nộp đơn xin thôi việc, nhưng mà để mọi chuyện lắng xuống đã. Cô có biết là cô xấu xa lắm không? Sao cô lại quay lưng với tôi? Cô quên hết tất cả những gì mình nói với tôi rồi sao? Chúng ta cùng nhau thực hiện ước mơ, cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách, không bao giờ bỏ cuộc. Vậy mà chưa gì cô đã phá bỏ lời hứa rồi sao? Dạ, tôi... Ở lại bên cạnh tôi, tôi không bắt cô chịu trách nhiệm đâu. Anh Đăng à, anh vẫn còn tin tưởng tôi sao? Anh có thể hứa với tôi một chuyện được không? Anh đừng đuổi việc Trúc Mai nha. Được rồi. Đầu giờ chiều nay tôi sẽ bay sang Sinh để làm việc với bên Ô Trạc. Xong việc bên đó, chúng ta sẽ bàn tiếp việc này nhé. Ừ. Dạ. Cảm ơn anh. Cô Trúc Mai, những gì cô nói sẽ được ghi âm lại làm bằng chứng sau này. Cho nên, cô phải nói sự thật với tôi. Có phải cô đã lấy công thức pizza gà cay 4 cấp độ của nhà hàng Hồng Châu để phát triển thành thực đơn mới cho dự án Tinh Hoa Deli Online hay không? Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lần đó, em nói là sẽ luôn tin tưởng chị, đúng không? Còn bây giờ thì sao? Dạ, em tin chị. Chị sẽ không để em thiệt thòi đâu. Dạ, đúng là lỗi của tôi ạ. 20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, 3, 4 đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người Ấy Là Ai mùa 5. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.